Rồi, hello anh em, chào anh em về lại với channel của mình ha. Mình là Si đây. Thì trong cái thời gian hôm qua không dài á, thì anh em cũng biết là mình ít ra clip. Và một số lý do thì mình đã nêu ra ở phần trước ha. Rồi hiện tại á, thì mình cũng nhân đây mình sẽ nói với anh em một cái vấn đề này. Thì bây giờ mình sẽ không có trực tiếp mình clip inbox của anh em nữa, trừ những cái inbox mà để mua hàng thôi, hoặc là cái gì đó nó hơi đặc biệt xíu thì mình mới trả lời ha. Còn ngoài ra thì anh em cứ inbox cho mình, nhưng mình sẽ trả lời anh em thông qua những cái mà vlog. Giống như ở cuối mỗi cái vlog á, thì mình sẽ dành ra thời gian là bao nhiêu đó phút á, mình trả lời những câu hỏi mà anh em đã đặt cho mình ha. Thì anh em muốn biết được cái câu trả lời thì anh em phải theo dõi liên tục ha, theo dõi những cái vlog mà kế tiếp mình đưa ra đó, mình quay lên đó, thì anh em lúc đó anh em thì theo dõi câu trả lời ha. Tại cái này để tiện cho một số anh em, nếu mà mình dự định á, trong cái khoảng thời gian tới, nếu mà cái kênh của mình đạt cái lượng mà subscribe nó nhiều thì mình sẽ live stream vào cuối tuần ha. Kênh nó khoảng 20.000 đến 30.000 subscribe đi, thì mong anh em xem vlog ủng hộ mình, đăng ký kênh giúp mình để mình nhanh phát triển kênh hơn ha. Mình dự định là kênh sẽ hay đạt mốc 20.000 á, thì mình sẽ là mình quay một cái mình livestream hàng tuần, giống như vào tối thứ bảy hoặc là tối chủ nhật của cuối tuần đó, mình dành một cái khoảng thời gian là 30 phút để mình livestream, rồi mình hoặc 15 phút gì đó mình livestream, mình trả lời tất cả những câu hỏi anh em có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ để lại cái câu hỏi trong phần livestream đó thì mình sẽ trả lời. Cái đó là dự định cho tương lai thôi ha. Còn hiện tại thì mình sẽ trả lời ở dạng mà cuối clip đi, nhưng mà không phải trong cái vlog này. Vlog này thì mình chưa áp dụng ha, mình chỉ nói cho anh em kịp thời theo nắm bắt tình hình thôi, tặng có thể bỏ qua cho mình cái khoảng thời gian mà mình thiếu sót mình không trả lời anh em. Thì một số anh em cũng nói mình là hơi chảnh không có trả lời tin nhắn. Thực chất á, thì mình ngoài cái công việc YouTube này là không phải công việc để mình kiếm cơm suốt đời, mà mình hiện tại mình đi học rồi, mình là học đang là sinh viên, mình cũng là đang là học việc cuối cùng rồi, thì mình còn công việc, mình còn tương lai, mình còn phải lo lại cho gia đình mình nữa, nên mình phải tập trung cho cái phần kia hơn. Thì việc ghép inbox thì mình cũng có ghép đó, nhưng mà anh em đừng có gấp quá, mình thông cảm cho mình ha, chứ không phải mình không có tôn trọng anh em. Tại vì á, khi mình lập ra một cái kênh như vậy nè, thì anh em đã quan tâm, đã anh em ủng hộ mình, thì anh em mới là inbox hỏi mình, thì cần thêm mở mang thêm kiến thức hoặc là học hỏi giao lưu thì anh em mới đặt ra những câu hỏi đó cho mình. Thì mình rất biết ơn anh em, mà cũng mong anh em tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới, đừng có rời bỏ kênh. Thì những cái anh em mà đồng hành với mình á, từ những ngày đầu lập kênh đến giờ á, thì mình rất biết ơn những anh em đó. Rồi thì mình nói là được những cái vấn đề đó, những cái vấn đề mà hiện tại đó, tại vì mình bận cái thực tập á cũng nhiều lắm, thì anh em thông cảm cho mình ha. Rồi mình xin lỗi anh em, và mình cố gắng, mình sẽ cố gắng sắp xếp hơn thật nhiều thời gian để mình giải đáp được cái thắc mắc cho anh em ha. Thì mong anh em bỏ qua cho mình do vấn đề này. Rồi một lần nữa mình xin lỗi tất cả anh em ha. Rồi hôm nay thì mình sẽ làm cái vlog này, mình nói về vấn đề gì. Thì hôm nay á, mình sẽ nói về cái mà mình sẽ đánh giá cho anh em về cái bộ nhông sinh đẻ này nè. Thì hiện tại là đến ngày hôm nay là bộ nhông sinh đĩa TFX, nhông trước Sirius, nhông sau Jupiter là mình đã đi được cán mốc hơn 3.000 km rồi. Thì mình sẽ đưa ra cho anh em một số cái nhận xét cá nhân của mình. Thì hiện tại á, cái sên này thì mình đang sử dụng trong mùa mưa. Và cái thứ hai á, là mình đi thì mình đi địa hình mà cũng nói chung là cũng hỗn hợp nhưng mà không có đa dạng lắm. Thì mình có đi ở cái đường quê mình nè, đường dưới quê mình thì dạng đường nông thôn. Rồi có những cái khu vực thì nó cũng cái đường mà về quê mình cũng có mấy cái đoạn mà đường nó không được êm ái, đường nó hư hỏng do lâu ngày á, do quá trình sử dụng của phương tiện giao thông nè, thì nó bị ổ gà, ổ chuột, ổ voi,
rồi đường thành phố thì mình chủ yếu là tập trung mình di chuyển ở đường thành phố nhiều, rồi đường quốc lộ, những cái khoảng quãng đường mình có thể tăng tốc D3 là gì đó thì nó có những cung đường đó. Còn cái đường mà đi phở, leo đồi, leo dốc, leo núi thì mình chưa có đi qua, hoặc là chạy đồng, chạy ruộng thì mình chưa có đi, mình chưa có đánh giá cho anh em được về cái chất lượng của cộng sơn này ha. Thì hiện tại mình chỉ đi có trồng bao nhiêu đó đoạn đường thôi thì mình nêu ra cho anh em biết ha. Thì rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cộng sơn này. Thì hiện tại mình đã đi hơn 3.000 km rồi, đến đây là hơn 3.000 rồi, và mình đã tăng xe một lần ha, ha anh em. Thì cái chiếc xe này nè, cái cộng sơn này chứ, mình xin lỗi, thì khi mà mình sử dụng trên xe, mình chạy khoảng 200 đến 500 km đầu tiên thì cộng sơn nó sẽ bị giãn hang các bạn, nó sẽ bị trùng. Thì sơn mình đã tăng sơn hết một lần, và cái khoảng đó là mình chạy khoảng 500 km thì nó đã bị giãn rồi. Thì đến nay thì nó vẫn chưa giãn nữa nè, tức là đã đạt khoảng 2.500 km sau khi mà mình tăng sơn, thì cho thấy là một điều là cộng sơn rất là tốt. Cái này không phải mình BA đặng mình bán BA dùm Yamaha, không có bất cứ một cái đại lý cơ sở hoặc là một cái hãng Yamaha hoặc là một cái hãng xe, bất kỳ cái hãng linh kiện phụ kiện nào ở Việt Nam mình trả tiền của mình để mình BA những cái sản phẩm này ha. Thì đây là mình là một ở đứng ở góc độ một người tiêu dùng, thì mình sử dụng mình thấy sao thì mình đánh giá, mình review lại cho anh em xem thôi. Thì đặng anh em biết mà có nên sử dụng hay không, thì cái này theo mình á là đánh giá khách quan, chứ không phải mình đánh giá thực khách quan, nhưng mà mình đánh giá một cách thực tế về cái trải nghiệm của mình. Còn chứ không phải là mình nói cho lý thuyết, mình cầm trên giấy tập ra mình nói à thì hãng nó bán cộng sơn như thế này thì xài như thế này như thế kia, nói trên lý thuyết thì mình cái đó mình không có nói, còn này là mình thực tế của mình đó. Thì anh em đặng anh em dễ dàng biết hơn. Rồi mình quay lại với cộng sơn đi. Thì cộng sơn á khó lắm, khó mà các bạn có thể tìm được một cái cộng sơn, kể cả DID luôn. Mình đã từng xài DID 428H nè, là cái cộng mà HID ta, cái cộng mà 9 ly á, mình xin lỗi, cái cộng vàng mà 9 ly á. Rồi sơn Phaeto nè, sơn hãng nè, nói chung mình cũng xài sơn mà xe ớt mà cũng từng xài qua nè. Rồi sơn Ghetto nè, mình cũng đã xài qua rồi. Thì mình có một cái đánh giá là chất lượng cộng sơn này cực kỳ tốt. Thật sự các bạn, mình khía cạnh cái người tiêu dùng mình chẳng thấy gì. Tại vì khó mà các bạn có thể có được một cái cộng sơn mà khi các bạn sử dụng mà nó 2.500 cây mà các bạn vẫn chưa phải tăng sơn lại. Với cái điều kiện sử dụng của mình nè, là giờ mùa mưa nè các bạn thấy không? Đó, mùa mưa mình đi sinh trần mình không sử dụng hộp sơn luôn, mà nó khó, rất là khó để kiếm được một cộng sơn như vậy. Thì dù các bạn có xài sơn DID, HD, D, hay cộng 8 ly, 7 ly, 10 ly, xin lỗi không có 8 ly, 9 ly, thì chạy các bạn chạy tối đa là 1.500 cây à. Mình đã trải nghiệm rồi, mình biết thường là 1.000 đến 1.500 cây là mình sẽ phải tăng sơn một lần, dù các bạn chạy địa hình thành phố cũng vậy nữa. Tại vì nó giãn các bạn biết liền à, các bạn chạy khi mà cảm giác là khi mình đề ba thì nó sẽ giảm đi cái độ bốc, rồi lúc mà mình trả số sẽ có hiện tượng giật nhẹ, là các bạn là người sử dụng thì các bạn chắc chắn các bạn đã biết điều đó rồi. Thì cộng sơn này đầu tiên mình so sánh về cái độ giãn ha, chất lượng về cộng sơn rất ok. Rồi đến thời điểm này thì nó hơn 3.000 cây thì cái tiếng sơn nó vẫn rất là im nha các bạn. Bỏ qua cái nguyên nhân thì bị kêu cái nhầm trước của dòng Yamaha Sirius mình thì mình bỏ qua đi, thì cái cộng sơn rất là êm, chạy nó không bị kêu xe. Rồi một phần thì nó rất là lâu giãn, thì mình chạy mình rất là hài lòng về cộng sơn này ha. Rồi hiện tượng nhông sơn đĩa, nhông trước đĩa sau cộng sơn của mình thì nó rất là đang gọi là cái đang thời kỳ đỉnh cao của nó, tức là nó chưa có hiện tượng nào bị mòn nhiều, kể cả cộng sơn. Tại vì cộng sơn các bạn cũng biết rồi, tính mình thì mình rất là kỹ, mình vệ sinh cộng sơn rất là kỹ ha.
thì bởi vì nó không rất rất là ít cái hiện tượng mà bị cát nó bám vào trong cọng sên á, làm hư hỏng cọng sên với cái đĩa, thì cọng sên đến giờ rất là ok. Thì nếu mà các bạn đang có phân vân sử dụng hay không sử dụng á, thì mình sẽ nói thêm một cái vấn đề này nữa, thì các bạn sẽ tự chốt ha, các bạn có nên sử dụng hay không. Rồi thì cái đó vấn đề trải nghiệm độ bền cọng sên rồi. Bây giờ một cái điều các bạn nên quan tâm khi sử dụng sên này, cọng sên lúc nào cũng phải được bảo dưỡng tốt, trong điều kiện tốt nhất. Do đâu? Do thứ nhất, đây là sên phốt cao su. Mỗi mắt sên nó đều có hai cái phốt, hai bên, mỗi bên một cái đó là hai. Mỗi mắt đều có phốt cao su, thì các bạn bảo dưỡng nó sẽ hơi cực hơn. Các bạn phải thường xuyên bôi trơn, vệ sinh cọng sên nếu không muốn làm giảm tuổi thọ nó. Rồi khi mình vệ sinh, mình cần cũng phải chú ý hơn những cái cọng sên bình thường, là mình không nên sử dụng xăng hoặc là dầu hỏa để mình vệ sinh. Mình có thể sử dụng xà phòng nè, nước rửa sên nè, nước rửa xe mình vẫn có thể rửa sên được nha, nhưng mà nó không sạch thôi. Các bạn có thể sử dụng chai Sumo tẩy rửa đó, nhưng mà cái vlog trước mình đã có hướng dẫn các bạn cách tẩy rửa cọng sên bằng cái Sumo rồi. Thì các bạn lưu ý khi rửa xong thì các bạn phải dùng nước rửa thật sạch cái phần cọng sên cho mình, rửa thật sạch nha. Rồi sau mình lau cọng khô sên cho khô thiệt khô, rồi mình bôi trơn nó vào thì cọng sên nó không bị xét. Tại vì trong những cái chất rửa sên đó, trừ chất rửa sên chuyên dụng như là IX69 đó, hoặc là mấy cái mà TX50 rồi mấy chai mà Epson, chai Phyto rồi gì đó, thì mình rửa bằng cái dung dịch xà phòng hoặc là chất tẩy rửa các thì mình phải lưu ý điều này. Đặc biệt là mình không, tuyệt đối không được sử dụng, này là khuyến cáo của mình thôi nha, không được sử dụng dầu hỏa là dầu DO á, hoặc là xăng để mình vệ sinh những cọng sên này. Tại vì nó là bằng cao su, mà khi mà cao su nó tiếp xúc những cái chất đó sẽ, nó sẽ bị lưu hóa, nó gây giãn nở cộng giãn nở cái phốt, nó gây cọng sên mình sẽ bị cứng, rồi nói chung nó nở không đều, nó sẽ gây cộng hư cọng sên đó, sên nó hiện tượng nhảy. Bởi vì cái việc bảo dưỡng nó hơi khó hơn bình thường. Rồi về cái vấn đề mà trừ cái vấn đề vệ sinh nó ra, thì các bạn nếu mà các bạn đang phân vân có nên lựa chọn cộng sên TX hay không, thì mình khuyên các bạn là nên mua đi, thử một lần sử dụng sẽ biết nó chất lượng như thế nào, chứ đừng có nghe người ta nói cho nó lý thuyết. Thì đây mình là nói ở khía cạnh là mình người sử dụng, nhưng mà cũng chỉ là đối với xe mình thôi. Thì các bạn đang có xe mà các bạn phân vân, các bạn có muốn là biết nó như thế nào, thì mình đừng có ở đó nghe người ta nói sắp tiền đi mua đi, cộng sên có 300 mấy à, 360 mấy ngàn. Nếu mà bên mình đang, mình đang có bán, nếu các bạn bán thì mình bán tới 400 là nha. Tại vì do cái chi phí của mình là mình đặt hãng về á, mỗi lần đặt được có 10 cộng à, 10 cộng trên một lần đặt hãng, của đặt về của hãng mình lấy được chừng 5 cộng à, thì mình bán lại mình cũng phải có lời chứ anh em. Tại giá mình đã báo thật với anh em trên cái những vlog trước rồi, mình có báo giá chính xác của nó, của hãng bán rồi, thì mình vẫn có hỗ trợ bán cho anh em ha. Rồi ngoài ra thì anh em nên sử dụng nó đi, thì chất lượng thì ok. Ngoài ra thì mình bán kèm với cái cọng sên á, thì nó còn cái nhông, để một là có hai option để anh em lựa chọn, thực chất là tới ba option đó. Một là nhông với đĩa zin, hai là nhông với đĩa Resto. Resto là một trong những cái hãng sản xuất nhông sên đĩa nổi tiếng nhất Thái Lan. Rồi hai là mình, cái thứ ba là mình sẽ có combo là nhông trước sên, dĩa sau là dĩa nhôm 7075. Thì tùy vào điều kiện kinh tế của anh em thì mình sẽ có lựa chọn cái option ha. Mình có tất cả các size cho tất cả các xe luôn ha, thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Rồi cái phần này là mấy phần mình quảng cáo đó. Rồi thì mình vlog này mình đã đánh giá được cái, mình không phải đánh giá, mình đã cho anh em biết được cái chất lượng của cọng sên như thế nào, mà cái điều, cái khó khăn mình gặp phải khi mình sử dụng cọng sên này ha. Thì anh giải đáp được cái khúc mắc của anh em khi mà lựa chọn cái, đang phân vân lựa chọn cái cọng sên này cho xe mình ha. Rồi vlog này đến đây là kết thúc rồi.
anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi hết vlog của mình ha. Thấy hay đừng nhanh vấn like, nhấn like, share và subscribe ủng hộ channel của mình ha. Mình là Xi. Bye bye.